Hello, Rachel xin được gửi lời chào thân ái đến tới tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Việt Mỹ Channel. Và đây là chương trình tin tức thời sự do Rachel Quý thực hiện. Và kính thưa quý vị, bầu không khí Tết vẫn còn đây, phải chưa? Xin được gửi lời chúc thân thương đến tới tất cả quý vị, được một năm mới an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và đặc biệt, trong lòng quý vị muốn gì, cầu gì thì được nấy quý vị nhé. Rồi, kính thưa quý vị, trong chương trình tin tức ngày hôm nay, vấn đề Tết nhất thì phải chưa muốn cập nhật cho quý vị cái điều này thấy khá là thú vị. Hiện tại có một người dân biểu đang có một đề nghị, đề xuất ra một cái dự luật, đó là họ muốn rằng ngày lễ Tết của chúng ta, ngày lễ truyền thống gọi là Lunar New Year, ngày lễ Tết truyền thống sẽ trở thành một cái Tết của quốc gia chung của Mỹ, gọi là National Holiday. Và quý vị biết rồi, khi mà một ngày lễ nào đó trở thành ngày National Holiday thì thường nếu mình đi làm trong hãng thì hãng nó sẽ cho mình nghỉ. Hoặc là trường học có thể là ngày hôm đó là ngày National Holiday, cho nên trường học đóng cửa ngày hôm đó cho các em được nghỉ một ngày lễ. Rồi hay là những người nào mà đi làm lao động công chức thì sẽ được nghỉ, nhưng mà đặc biệt là nghỉ có lương. Đó, thì đó là một cái điều khá là thú vị. Thì Rachel không biết là quý cô chú anh chị hay các bạn tuổi cỡ tầm Rachel đi, thì lúc mà quý vị còn đi học ở high school, trường trung học, thì không biết quý vị có những cái trải nghiệm này hay không, nhưng mà chính bản thân của Rachel khi mà mình học ở trường trung học đó, thì mỗi lần đến thời gian Tết đến là nguyên một nhóm Việt Nam ở trong trường kéo nhau nghỉ học. Ngày hôm đó tuy là trường không cho học nhưng mà cúp cua với nhau. Rồi thế là đến nhà của một bạn nào đó có cái nhà hơi rộng rãi một tí xíu thì tụ tập ở đây ăn uống, xong rồi bắt đầu là móc tiền ra chơi đánh bài, chơi bài bài 21 mình quắt nè, xong rồi chơi bài cào, nói chung là đủ trò hết đó. Tại vì trong trường của trường thì cũng có một số bạn Việt Nam, trên dưới chứ cũng 20 người đấy, cho nên là tới mùa Tết thì cúp cua, mà hầu như là năm nào cũng như vậy, trở thành một cái truyền thống của cái trường đó. Là khoảng về trường đi học ở trường đó 4 năm, rồi sau đó thì về trường đi dọn đi tiểu bang khác. Thì bây giờ không biết cái giới trẻ hơn đây trường nữa thì có làm như vậy hay không. Như các bạn mà hiện tại mà 20 mấy tuổi mà vô tình hay là cố ý xem cái chương trình này thì các bạn cứ để lại bình luận giùm cho Rachel đi, ở trường của các bạn thì như thế nào, các bạn đã từng có cúp cua để mà có một cái ngày lễ Tết như vậy hay không ha. Nhưng mà nếu như mà đối với Mỹ của chúng ta biến cái ngày lễ Tết Lunar New Year trở thành một ngày lễ chung của quốc gia National Holiday thì là một điều rất là tuyệt vời luôn đó. Nhưng mà có một điều như thế này là bây giờ cũng muốn nhờ quý vị thôi ha. Thì những người Mỹ có một số người, người ta không biết, người ta gọi đây là ngày lễ Chinese New Year hay là ngày lễ của người Trung Quốc á. Thì thường nếu anh chủ không nghe thì thôi, nhưng mà người nào nói chuyện với mình mà dùng cái từ là Chinese New Year thì Rachel sẽ chỉnh sửa lại liền, có nghĩa là ồ, chúng tôi là người Việt Nam và we Vietnamese and we don't like to call it Chinese New Year, because tại vì quý vị biết á, cái ngày lễ này là tất cả những người Việt Nam mình nè, người Hàn Quốc nè, rồi người Nhật Bản nè, mà quý vị biết là ba cái nước này đâu có thích Trung Cộng đâu, mà tự nhiên cái ngày lễ Tết của dân tộc mình, ngày lễ Tết của mình, có thể là Nam Hàn người ta có một cái từ riêng và Nhật Bản người ta có một cái từ riêng, đúng không? Ngày lễ của đất nước người ta, mà theo Rachel được biết nói chuyện với người gia sĩ làm răng cho mình đó, cổ là người Nam Hàn, thì cổ cũng nói luôn là ngày Lunar New Year như vậy là cái ngày lễ lớn nhất của quốc gia của cổ. Cho nên là đây là một cái Lunar New Year chứ không phải Chinese New Year. Cho nên á là những ai, quý cô chú anh chị em nào mà đang xem cái chương trình này, nếu mà mình đi làm nè, làm nail nè, làm trong hãng nè, người nào nói Chinese New Year chỉnh lại lên cho Rachel ha. Rồi, khi mà trong cái đợt này đó, khoảng 2 tuần trước đó, thì trong trường của con bé, bé Rachel cũng khoảng 7 tuổi, thì học online, Rachel nghe là cô giáo này đang dạy về cái Lunar New Year nhưng mà cổ lại gọi là Chinese New Year. Thế mình vừa đi ngang qua mình, con, tell your teacher, là nói cô giáo của con là it's Lunar New Year chứ không phải là Chinese New Year. We Vietnamese, we celebrate this New Year too. Có nghĩa là chúng tôi là người Việt Nam và chúng tôi cũng tổ chức Tết nữa chứ không phải là Chinese New Year. Và con bé ở trời nó cũng lanh lắm. Hi Miss Harris, my mom say, mẹ tôi nói rằng đây là
Lunar New Year chứ không phải là Chinese New Year, mà chị nói văng vẳng, vẳng nghe cưng lắm. Thế là bà cô giáo mới xin lỗi các vị. Bà nói oh yeah, I did not know, bà nói tôi không biết mà tôi xin lỗi. Và sau đó thì bà gọi là Lunar New Year. Ok, cho nên là cái gì nhớ nha, rất là quan trọng. Tại vì ở ngày Tết của mình là phải Lunar New Year chứ không được nói Chinese New Year. Rồi chị nhắc đi nhắc lời nãy giờ mấy lần rồi đúng không? Tại vì Rachel cố gắng là cho quý vị nhớ luôn khi mà nghe ai nói đến Chinese New Year cự liền. Nó phải vậy mới được đó. Thì mình lên trên YouTube thì mình nói, mình gõ vào là Lunar New Year thì chúng ta cũng thấy, mà cũng may mắn là bây giờ thấy nhiều nơi người ta cũng bắt đầu gọi là Lunar New Year thay vì Chinese nè. Cái này now this news. Ok đó quý vị thấy không? China nè, Lunar New Year nè. Ok có này Lunar New Year không nở ở New York thì ok. Tiger Year 2022. Thấy chưa, có chữ Chinese nè. Có chữ Chinese nè. Đứa nhỏ này nó Chinese thì không nói rồi. Studio Hollywood. Đó, Lunar New Year. Đó, giống như người nào người ta biết Global News, người nào người ta biết thì người ta sẽ gọi là Lunar New Year, còn không biết thì sẽ bị gọi là Chinese. Tại vì cái số dân người Chinese quá đông, cho nên là thành ra họ kêu cái ngày này là ngày của họ, thành ra là mọi người cũng quen và kêu theo. Nhưng mà chính mình biết rồi, hay là con của mình á, mình dặn con của mình để cho nó biết, chứ không ấy là nó chính miệng của con cháu mình trong nhà cũng gọi đó là Chinese New Year, thì lâu ngày dài tháng thì đây trở thành cái ngày lễ của Chinese rồi đúng không, cho nên hỏng được. Nha, rồi kính thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó một bản tin khác liên quan đến tình hình đất nước Hoa Kỳ. Hiện tại thì Omicron đã làm cho trên dưới 300.000 người trong tháng giêng này không có công ăn việc làm. Rất là nhiều nơi hiện tại thì Rachel thấy là thiếu nhân viên, nhưng mà đâu đó có những ngành ví dụ như ngành nhà hàng hoặc là ngành hotel, ngành khách sạn, ngành du lịch, những cái ngành này thì không đủ số lượng người khách giống như là bình thường. Vì như quý vị biết là những nơi du lịch đó thì thường thì không phải chỉ là người dân ở Mỹ thôi, nhưng mà đồng thời có dân quốc tế đến nữa, cho nên là trong thời gian vì cái đại dịch này thì theo thống kê hiện tại có trên dưới là 300.000 công việc đang bị thiếu, có nghĩa là mất công ăn việc làm đó. Bên cạnh đó một ngành nữa đó là ngành giải trí. Những nơi tổ chức những show ca nhạc nè, thì Rachel thấy là những nơi ở Việt Nam của mình và trong cộng đồng người Việt thì cũng đã có bắt đầu tổ chức show lại, thì có thể là nhỏ hơn một tí so với bình thường. Nhưng mà những show ca nhạc lớn của Mỹ đó quý vị, đặc biệt thì thường thì họ tổ chức ở Cali, ở New York hoặc là ở Las Vegas, right? Thì đợt này có một số những công ty lớn mà không tổ chức được, không tổ chức sự kiện được, cho nên là cái ngành giải trí và ngành khách sạn, nhà hàng và ngành vận chuyển là bị mất công việc nhiều nhất. Bên cạnh đó, kính thưa quý vị, trong cuối tuần này nếu những ai có những cái chuyến bay bay đi hoặc là bay về, hay là mình có con em cháu chắt của mình từ xa bay tới để thăm mình, hay là họ bay thăm rồi bây giờ thì họ bay về, thì kính thưa quý vị, cuối tuần này dự đoán rằng vì cơn bão tiết, vì thời tiết cho nên sẽ ảnh hưởng đến cả triệu người nha quý vị ha. Cho nên là chúng ta cần cập nhật để chúng ta biết điều này. Và hiện tại chúng ta có massive winter storm, là một cái cơn bão tiết lớn sẽ hoành hành trong cuối tuần này vào ngày thứ năm. Và hiện tại có trên 1.400 chuyến bay đã bị hủy vào ngày thứ tư khoảng 9 giờ sáng cho đến bây giờ và những ngày sắp tới đây. Quý vị thấy là sẽ có heavy snow, là có tuyết lớn, rồi sled là bị trơn trượt, rồi có freezing rain, tại vì quý vị biết là thường thường tuyết xuống mà lạnh quá thì nó sẽ đông đá hoặc là có mưa đá nữa. Cho nên là những cái tình trạng ở những cái chuyến bay bị cancel khá nhiều như vậy, và có một số nơi dự tính rằng là sẽ có tuyết xuống từ 6 đến 12 inch, khá cao đấy, ở những tiểu bang ở miền Bắc, ví dụ như ở Detroit, Cleveland, Buffalo and Burlington. Cho nên là những ai có những chuyến bay trong cuối tuần này thì Rachel xin gửi lời chúc bình an, và quý cô chú bác nên theo dõi
chương trình để chúng ta biết được tình hình thời tiết và cũng như tình hình thời sự để chúng ta biết chuyện gì xảy ra xung quanh chúng ta, quý vị nhé. Rồi, một bản tin khác liên quan đến tình hình Hoa Kỳ, đó là US Army, quân đội US Army sẽ bắt đầu cho nghỉ việc những người quân nhân hoặc là những người lính đang refuse, từ chối để mà chích ngừa. Thì quý vị biết rồi, chính quyền của ông Joe Biden thì kỹ hơn và họ khắt khe việc chích ngừa hơn, và hầu như họ muốn áp dụng một cái sự bắt buộc ở trong đó. Thì một điều nữa là tôi cũng xin nhắc lại cho quý vị là bên Đảng Cộng Hòa họ ủng hộ việc chích ngừa, họ ủng hộ chứ không không ủng hộ. Tại vì báo chí của bên cánh tả sẽ nói rằng Đảng Cộng Hòa không khuyến khích đeo mask hay là không chích ngừa, cái đó hoàn toàn là sai và cái đó là đánh lừa dư luận hay là đánh cháo khái niệm đó quý vị. Cái đó hoàn toàn sai nha, tại vì vaccine ngay từ lúc đầu là do của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh vaccine, cho nên ngày hôm nay chính nước Mỹ và thế giới được được hưởng cái vaccine này do thời chính quyền của Tổng thống Trump. Cho nên không thể nào mình nói rằng là Đảng Cộng Hòa không ủng hộ vaccine, không đúng. Đảng Cộng Hòa như tất cả mọi người ủng hộ vấn đề vaccine và khuyên mọi người chích ngừa chứ không phải là không. Nhưng họ chỉ không ủng hộ việc bắt buộc phải chích. Nếu bạn không chích thì bạn bị sa thải. Nếu bạn không chích thì bạn không được đi làm. Nếu bạn không chích bạn không được ra đường. Cái đó gọi là bắt buộc. Cái đó là lấy đi cái quyền tự do kiểm soát cơ thể của mình á. Nhưng mà dĩ nhiên một số người khác thì sẽ nhìn bên cái phương diện khác, có nghĩa là vì sức khỏe cộng đồng cho nên bắt buộc bạn phải chích, bạn muốn hay không cái đó là chuyện của bạn đó. Cho nên là cũng 50-50 đó, thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Nhưng mà bản tin này thì Rachel đưa cho quý vị là US Army họ bắt đầu discharge, là có nghĩa họ bắt đầu sa thải những người lính đã từ chối không chích vaccine. Thì họ cho là những người nào vì lý do sức khỏe hoặc là vì lý do tôn giáo không muốn chích thì mình phải nộp đơn lên. Mình nộp đơn lên cho người ta biết là lý do vì sao không chích, và họ sẽ xem xét và họ giải quyết những cái hồ sơ mà nộp lên như vậy, coi có hội đủ điều kiện hay không, thì họ sẽ cho một cái tờ giấy đó là tạm thời được hoãn không chích, gọi là temporary thôi, temporary exemption là tạm thời hoãn lại không chích. Nhưng mà còn những ai mà không có cái tờ giấy đó thì sẽ bị trục xuất, có nghĩa là ra khỏi lính luôn. Và những người nào đã nhận tiền lương họ 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 trả trước, hoặc là những cái bonus riêng, hoặc là gọi là unearned special, có nghĩa là họ tặng thêm vì mình làm tốt hay là tặng thêm vì bonus gì đó, thì dĩ nhiên những người nào trong lính thì sẽ rành hơn ở chùa về vấn đề này đó. Thì họ nói nếu như mà mình đã nhận trước cái tiền này rồi mà mình bị trục xuất thì phải trả lại cái số tiền đó nha. Và hiện tại thì họ nói là tính đến ngày 26 tây tháng 1 thì có trên 96% những người lính đã chích ngừa. Chỉ có 4% là từ chối không chích thôi, và họ quyết định là họ sa thải những người này. Có trên dưới là 3.350 người lính đã từ chối không chích ngừa. Có gần 5.900 người lính đã nhận được tờ giấy tạm hoãn không chích ngừa. Theo Rachel nhớ đó, có một lần người thống đốc ở tiểu bang Texas, đó là ông Greg Abbott, ông đã lên tiếng, ông nói rằng là nếu như những người lính của Texas tham gia vào Federal đó mà bị đuổi vì không có chích ngừa thì bên tổng trưởng lý của liên bang sẽ phải chịu tất cả những cái trách nhiệm về pháp lý. Tại vì ông Greg Abbott là một người rất bảo vệ những người dân có là resident ở tiểu bang Texas, ông bảo vệ người dân của mình rất là nhiều. Và một điều nữa thì quý vị biết rồi, Đảng Cộng Hòa thì họ không có xen vào bắt buộc nhiều. Và nói đến đây nha quý vị, những cái con số và những thống kê cho chúng ta thấy rằng á, những tiểu bang thuộc về Đảng Cộng Hòa điều hành họ không có khắt khe về khẩu trang, không có khắt khe về chích ngừa, giống như là không có bắt buộc, họ khuyến khích và họ họ kêu gọi cái sự tự giác nhiều hơn.
Nhưng mà thống kê cho thấy là những tiểu bang này á, họ không có bị nặng bằng những cái tiểu bang dân chủ. Những cái tiểu bang do đảng dân chủ điều hành, ví dụ như Cali, ví dụ như New York, là cái nơi nghiêm ngặt nhất, nhưng mà những nơi này thì lại bị nhiễm cao nhất. Cho nên là không hẳn là mình bắt buộc người ta đeo là sẽ work đâu, có nghĩa là mình bắt buộc người ta, nhiều khi cái sự bắt buộc đó nó tạo nên cái sự phản kháng ngược lại. Thường thì thí dụ như nó là ồ bạn nên chích đi vì ABCD, cho mình một cái lý do và cho mình thêm một cái lựa chọn, thì mình suy nghĩ với nó ok có lý mình chích. Còn nhiều khi bắt buộc, mà vì cái bắt buộc đó tôi không muốn chích là tại vì mấy người bắt buộc tôi, và tôi muốn bảo vệ cái quyền tự do của tôi, cho nên là tôi chống lại, tôi phản kháng lại, tôi không chích. Có thì quý vị suy nghĩ như thế nào, nó tạo nên một cái làn sóng là phản ứng ngược lại. Rồi, nhưng mà tóm lại thì những ai mà có con em của mình đi lính mà con em của mình từ chối thì sẽ bị đụng cái chuyện này. À, đặc biệt là bắt đầu luôn là kể từ ngày hôm nay là họ bắt đầu áp dụng cái điều này rồi đó. Thưa quý vị, bên cạnh đó một cái bản tin khác mà tôi muốn gửi đến cho quý vị ở đây là tiểu bang Washington, hiện tại người tổng trưởng lý của tiểu bang Washington đã chính thức nộp đơn kiện công ty xét nghiệm COVID-19. Lạ nha, tại vì quý vị biết rồi, Mỹ này là chuyên về là cái gì không vừa ý là kiện thôi, đúng không? Quý vị thấy ở đây ha. À, trong thời gian qua ở khắp nơi nước Mỹ hết thì có trên dưới là 240 trung tâm. À, công ty này đã có 240 trung tâm khắp nơi trên nước Mỹ. 275 trung tâm khắp nơi trên nước Mỹ để là nơi để cho người dân đến để thử xét nghiệm. Thì người tổng trưởng lý ở tiểu bang Washington chính thức kiện, tại vì ở đây nói rằng đó là công ty này họ đã frequently, là có nhiều lần họ đã không đưa ra báo cáo cái report về kết quả của cái test xét nghiệm cho người dân. Vì vậy dẫn đến việc có một số người họ không có nhiễm, họ free. Có nghĩa là một số người người ta không có nhiễm, nhưng vì họ không có được cái kết quả đi xét nghiệm như vậy, thành ra là họ phải tự ở nhà cách ly, họ không được đi đến chỗ làm, họ không được đi travel, và những thời gian dành cho gia đình và con cái, những người thân yêu của mình bị hạn chế chỉ vì công ty này không đưa ra kết quả. Và quý vị biết đó, trong cái thời gian tháng 12, tháng 11, là cuối tháng 11, tháng 12 và tháng 1 ở Mỹ này có rất nhiều những ngày lễ. Thành ra là những ai trong cái thời gian qua cần phải đi xét nghiệm thì quý vị sẽ cũng cũng đã có những cái trải nghiệm. Đó là khi mà mình đi đến nơi xét nghiệm thì cái hàng nó dài thật dài. Quý vị có bị điều đó không? Tại vì ông xã của Rachel trong thời gian này cũng cần phải đi xét nghiệm á, cho nên là cũng đã phải trải qua điều đó. Và khi mà đi đến những cái tiệm để mà mua những cái kit test thì hết hàng. À, đa số là hết hàng luôn. Cho nên á, là có những nơi khi mà mình đi đến mình test 5 ngày sau, 7 ngày sau mới có kết quả. Có, cho nên là thành ra là ở bên Washington họ đã quyết định, hình như đây là tiểu bang đầu tiên họ quyết định là họ đâm đơn kiện cái công ty chuyên về làm testing này. Công ty này tên gì thì họ không có nói chính xác ở đây, họ chỉ viết tắt là CCC thôi. À, và đồng thời nói rằng là công ty này họ lấy thông tin của khách hàng, họ lấy thông tin của khách hàng một cách không có fair, không có công bằng và có cái sự dối trá ở trong đó. Thì theo như Rachel hiểu ở đây á, là họ lấy thông tin thứ nhất là không có đầy đủ, và thứ hai nữa là họ không giữ thông tin kỹ. Theo Rachel thấy là như vậy, cho nên á, thành ra là người tổng trưởng lý này đã quyết định là đâm đơn kiện ha. À, và trong cái đơn kiện đó họ nói họ dùng luật để họ bảo vệ người dân đối với những chuyện unfair, chuyện không công bằng. Rồi đó là một số tin tức về tình hình thời sự của đất nước Hoa Kỳ rồi chị muốn cập nhật cho quý vị. Quý vị suy nghĩ như thế nào về những bản tin của ngày hôm nay mà chị chia sẻ cho quý vị? Thứ nhất là chuyện đưa ra một cái dự luật Tết sẽ trở thành một ngày lễ chính thức của nước Mỹ, và chúng ta những em học sinh thì được nghỉ, còn những người nào mà đi làm thì cũng được một ngày nghỉ nữa.
Rồi bên cạnh đó chúng ta có nói về là thời tiết vào cuối tuần này nữa, những ai có cái khả năng là bị ảnh hưởng hay không, hay là những ai đang đi travel, đang xem cái chương trình này thì quý vị hãy để lại bình luận cho mọi người biết nhé. Coi là chính bản thân của quý vị đang phải trải nghiệm những gì ở phi trường cũng như là ở tiểu bang của quý vị. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đồng hành cùng với Việt Mỹ Channel và Rachel. Mong muốn rằng trong năm mới này Rachel trở lại với Việt Mỹ thường xuyên hơn, sẽ có chương trình cập nhật mỗi ngày, chỉ ngoại trừ là cuối tuần ngày Chủ nhật thôi. Còn những ngày khác thì Rachel cố gắng làm sao đó, một là sẽ có hai cái chương trình, còn hai là sẽ có một cái chương trình gom lại như thế này. Rồi xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều đã đồng hành cùng với Rachel. Những ai chưa phải là thành viên thì bấm nút theo dõi nha, và đặc biệt nữa cho cái ngón tay lên, bấm nút like giùm cho Rachel và share video. Xin cảm ơn rất nhiều. Love you. Bye bye. Thank you.